tôi lại quay lại vườn của thành phố. Về hồ anh câu, anh bảo là tôi đợi để xong triển lãm đi. À, Tuấn Anh. Cần gì anh ở nhà? Con thầy chùa. Những tác phẩm la liệt. Những tác phẩm cổ. Những tác phẩm cổ lúc nào cũng đẹp. Được xinh xắn. Đúng là những cuộc cả như là một cuộc triển lãm, rất nhiều loại cây, rất nhiều thế dáng, những cây dáng trực rồi trực khoảnh rất đẹp. rồi. Quá đẹp, rất là lùn, một đôi bên trong cái đó, à rất nhiều, như vậy là rất nhiều cây như thế nào, ui, các bạn nhìn, rất là chuẩn chỉ, quá thấp. Làm sao trong triển lãm có thể là có nhiều cây đẹp như một lúc như thế này. Đúng là vườn thành phố. Tôi đang vào vườn thành phố. Vườn thành phố Thanh Hóa. Quay những tác phẩm rất tuyệt đẹp của anh em Thanh Hóa đứng để ở đây. Có rất nhiều người chơi cây. Trong đó là đây là của một anh em rồi. Cây tùng rất đẹp. Vì đợt trước đến vào đúng lúc trời mưa, không làm ăn gì được, thì hôm nay đã có dịp để... Vâng, vườn này không biết của anh nào đây? Vườn này của anh Huy, viện phó viện của sát thành phố. À, của anh Huy. Cái tùng đó là những cây đẹp. Vâng, đây cây này quá đẹp. Được cây tùng này với lại cái viên phó. Cứ về nấu đi, lúc nào được anh về nhá. Trời. Của anh Huy. Qua đây. Những cây tùng như thế này, chất lượng này. Cây quá chất lượng. Đấy, cây này, đây này. Cây nguyệt quế. Chục khoảnh. Rất tuyệt tác. Này ông ơi, ông Tuấn thầy chùa, cái khu này là hơi bị đẹp, của anh Huy hơi đẹp. Chỗ này là cây đẹp. Toàn những cây đẳng cấp. Rất nhiều tùng. Đây lại một đôi. Gốc rất to. Đúng là thấp cây lùn lực. Bên cạnh tác phẩm đề.
quá tuyệt vời. Những tác phẩm như thế này. Ok, gương rất đẹp mắt với tác phẩm gương này. Rất rẻ. Bonsai để bàn nhỏ. Đẹp chưa? Thân xoắn rất đẹp, rất điệu nghệ. Những tác phẩm như thế này thì quả là không thể rời mắt được. Và chúng ta thấy là tôi sẽ tập trung vào một số cây đặc biệt khác. Được rồi. Trời đã gần tối, nhưng dù sao tôi cũng được quay những tác phẩm đẹp nên rất khuyến khích. Xanh xì ở đây thì rất nhiều, nhưng tôi muốn đi một số cây khác dòng. Đấy, cái mẫu đơn rất đẹp, đủ các loại, bắc có, nam có. Đây, những cây lấy bóng như thế này chắc là làm theo dáng miền Nam. Được chưa? Ba thân. Đúng là vườn thành phố. Tiểu phẩm của một cây phi lao. Rất tuyệt vời. Tầm tăng nghệ thuật.
cũng là vườn cây thành phố, rất nhiều màu sắc. Một tác phẩm này tùng và tùng. Những tác phẩm đẹp mắt của vườn cây thành phố Thanh Hóa. Xong rồi. Đang sale. Phi làm nghệ thuật. Cần thăng nghệ thuật. Vào quan sát một số cây ở trong vườn. Hôm nay thì sẽ quay chi tiết của một vườn. Xong xuôi hết chưa anh? Tuấn ơi, ở ngay cạnh khu vườn cổ tích. Vườn em phôi cả cho nên em ngại quay. À toàn phôi hả? Rồi. Thì anh ở vườn hoàng hóa thì anh nghe ít cây nữa là phải mang về. Thì mang lâm mất mẹ ha ba rồi. Đây con quê của em anh. Quê đời trước rồi đấy. Để sống một đời sau. Để cúc của nó trong đó. Để sống một cái đời sau. À, con xin quê. Mua đi chú. Cứ đi chơi thôi. Là đi chơi với mới Tuấn thầy chùa. À, ta xem một số cây phôi. Đúng nó đấy, nhưng mà em phá mất rồi. Phá rồi, cắt rồi. Còn cây nguyên bản của nó là cây long. À, long đàn phượng vũ. À, tức là phá đi rồi. Phá thì họ phá sẵn rồi. À, phá sẵn rồi. Tiếc nhé là cắt cái này. Tức là cắt mất cái con phượng cái gì. Em không cây phượng đào phượng. À, bên này tưởng đây. À, bên này cơ. À, tưởng là. Cái đây nó ngóc thì cắt 3 phân. Con phượng là bên này. Con lòng phá. Con lòng này. Đây. Lòng cao viện này. Ơi. Hiểu không? Rồi. Này lòng rồi. Hiểu chưa? Chú nhìn nó chưa. Lòng này là cái gì? Cuối gì? Xem có đúng là cao viện không? Cuối. Yeah.
không nhìn thấy biển. Đây mà quay thì cứ quay suốt ngày. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, tôi lại quay lại Hoàng Hóa. Hôm nọ là trong cơn mưa và đã quay vườn cổ tích này rồi. Hôm nay là quay các cái vế bên cạnh.